Thưa quý vị, cùng với các huyện thị trong tỉnh, ngay sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Hòa Bình đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực để thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly theo quy định và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nhẹ, được chỉ định điều trị tại tuyến huyện. Nhờ đó, đã qua công tác điều trị và cách ly tập trung của huyện, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly và điều trị. Tuy nhiên, các khu cách ly tập trung hiện có đều được trưng dụng từ một số trường học ở địa phương. Chính vì vậy, huyện đã khẩn trương xây dựng khu cách ly tập trung với sức chứa 500 giường tại xã Vĩnh Mỹ B và đến nay đã hoàn thành 75% tiến độ công trình. Tính đến ngày 3 tháng 9, huyện Hòa Bình cách ly tập trung cho 263 người, trong đó có các trường hợp F1 và người về từ vùng dịch. Trung tâm Y tế huyện đang điều trị 28 ca bệnh COVID-19. Công tác cách ly tập trung đã qua tại huyện Hòa Bình được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình để đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhờ đó, những người được đưa vào cách ly tập trung cảm thấy an tâm và nêu cao ý thức chấp hành tốt các quy định để bảo vệ sự an toàn bản thân. Vào đây thì nói chung thì mấy anh chị chăm sóc cũng tận tình lắm, ăn uống cũng rất là đầy đủ, môi trường đây thì rất là sạch sẽ, cũng thoáng mát. Dạ, trong công ty của em thì có một chị công nhân là F0, cho nên là cả công ty em thì theo diện F1, cho nên tất cả tụi em phải đi cách ly tập trung. Là phân loại nào là tiếp xúc gần, phân loại nào tiếp xúc xa, phân loại nào là cái từ ở ngoài vùng dịch về, phân khu ra, chia ra, sắp xếp, không có để lộn xộn. Cái thứ hai là mình vô là mình hướng dẫn cho anh em cử cán bộ qua đó đấy. Là hướng dẫn cho mọi người là tự cách ly, là vô là cái đưa cái khẩu trang này, tay sát khuẩn nè, cồn sát khuẩn nè, rồi hướng dẫn cho mọi người tự cái chăm sóc bản thân, cung cấp thức ăn nè, rồi cái hướng dẫn vệ sinh, rồi dọn dẹp vệ sinh, rồi hướng dẫn cho người ta là tự cách phòng. Đấy, mình là nhiệm vụ nhắc, nhưng mà dù sao đi nữa thì vấn đề này vẫn là cái ý thức của cái người trong khu cách ly thì bảo đảm lây hay không lây là phải do họ. Huyện Hòa Bình hiện có 2 khu cách ly tập trung tại trường Mầm non Hoàng Oanh và trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bạc Liêu nằm trên địa bàn thị trấn Hòa Bình với sức chứa 300 người. Riêng trường Trung học cơ sở Hòa Bình được chọn làm điểm dự phòng cách ly tập trung nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hơn với số lượng người phải cách ly tập trung tăng cao. Để đảm bảo công tác cách ly tập trung và trả lại các điểm trường phục vụ cho công tác giảng dạy, huyện Hòa Bình đã chỉ đạo xây dựng khu cách ly tập trung của huyện với quy mô 500 giường. Công trình được thiết kế bằng vật liệu tiền chế và hiện tại đã hoàn thành 75% khối lượng công trình, dự kiến đưa vào hoạt động ngày 15 tháng 9. Lãnh đạo huyện Hòa Bình cũng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhà thầu khẩn trương thi công để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Cái giai đoạn 1 thì chúng tôi dự kiến là 336 giường, và giai đoạn 2 là nói chung khoảng 100 ngoài giường nữa thì cái khu này là khoảng 500 giường. Thì hiện nay chúng tôi đang gấp rút chỉ đạo. 15 tháng 9 này thì các đơn vị thi công đã bàn giao cho huyện để chúng tôi tiếp tục sử dụng khu cách ly này để mà quản lý các cái trường hợp F0, F1, kể cả những người về từ vùng dịch. Thì tinh thần là các cái khu cách ly thì chúng tôi hiện nay đang chỉ đạo cách hết sức là chủ động, nhanh chóng, chốt chặn á. Thì báo các đồng chí là Hòa Bình đặc biệt là quan tâm ở đây, chặt cả chốt chặn, chặt cả vòng ngoài mà chặt cả vòng trong. Thì hiện nay chúng tôi đang lập là có 38 chốt để mà bảo vệ các cái vùng gian theo địa bàn huyện, rồi là trong từng xã với nhau đó thì chúng tôi chỉ đạo cho các xã cũng lập các cái chốt để làm sao mà tuần tra kiểm soát vòng ngoài đó thì giữ chặt không cho người ngoài tỉnh về mà chúng ta không được biết, không được kiểm soát, còn vòng trong đó thì là chỉ đạo cho các cái tổ là trực cố định, rồi là tăng cường tuần tra kiểm soát để nhắc nhở bà con làm sao mà không qua đường, trừ những trường hợp đặc biệt cần thiết. Song song với việc chuẩn bị các điều kiện và thực hiện tốt công tác cách ly tập trung và điều trị bệnh COVID-19, huyện Hòa Bình triển khai đồng bộ quyết liệt các mặt công tác phòng ngừa sự lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tinh thần quyết tâm và quyết liệt trong chỉ đạo chống dịch như chống giặc của huyện sẽ góp phần cùng tỉnh kiểm soát tốt và sớm đẩy lùi dịch COVID-19, đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới.